Yo, xin chào bà con cô bác. Chúng ta cùng trở lại với Franklin làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó là đến gặp ông Devin. Nhiệm vụ chữ D. Đây là cái chuỗi nhiệm vụ ăn cắp xe là chủ yếu thôi. Đường thì khá là xa. À, trông thế nó có chưa đến 2 cây số à? Cái xe này thì tốc độ mắc khủng khiếp. Kiểu dáng tuy là nó không phải là hạng nhất nhì gì đâu nhưng mà trông cũng được đúng không? Không xấu quá. Được cái tốc độ của nó gầm thì hơi kinh khủng luôn. Chết mẹ, xe này gầm thấp đi nó rất là khó nhìn nhá. Những cái xe như này là phải chơi góc nhìn thứ nhất. Nhìn đường nó mới dễ. Khó nhìn quá. Tại cái xe này nó thấp á, lúc mà đi đây nhìn mình chả nhìn ra đằng trước có cái gì luôn. Thôi kệ, cứ đi thật là nhanh. Hãy đi thật là nhanh. Máy qua đằng trước không qua ai. Thuần xít rồi này. Ăn xít rồi này. Úi giời. Khổ 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 quá khổ. Ui, vẫn đâm. Cái xe này màu vàng có khi hợp hơn đúng không? Sao khó điều khiển này? Có nhiều đứa yêu. Đờ Jeep phát nào. Đếch đờ Jeep được. Tua chậm mà. Ui, bà lại bình tĩnh vãi. Máu lên não chậm vãi. Phải dùng cái bài học ở trường đua xe mới được. Rồi lên. Lên. Rồi Molly, tôi đến đây rồi đây. Có chuyện gì không nào? Hey Molly, I'm outside the studio. All right. Go over the wall and find the car on the lot. Được rồi, đây là nhiệm vụ tìm cái xe của điệp viên 007 đây. Trên xe có súng bắn cơ mà, vãi đái lắm. Cái nhiệm vụ nó hơi bị ngầu luôn. When you're out of there and clear of studio security, call me. Get inside. Không sợ cảnh, không sợ ông bảo vệ ông phát hiện đúng không? Bây giờ tìm thằng diễn viên. Bây giờ hạ gục tay diễn viên để cướp bộ quần áo. Trước hết là phải đợi cái người nói chuyện với ông ấy đi đã. Ở đâu ông nói chuyện với mình ấy chứ? Thế thì vạng thôi. Đưa tao bộ quần áo của diễn viên chính nào. Ở đâu? Đây là thằng phục vụ sao chứ? Hay đây là bộ của điệp viên nhỉ? À đâu, đúng rồi, bộ điệp viên ấy. Gentleman lắm. Ngủ ngoan nhá. Nhà diễn viên chính đến lấy xe đây. Nếu mẹ điệp viên da đen mà bọn ông tin à? Ở đâu ra mà thằng điệp viên da đen vậy trời? Đi. Đâm chết thằng này đi. Ở đâu, hình như vẫn có một cô gái đang ngồi trên xe này đúng không? Ôi chết. Cái con điên này. Tại sao nó lại bẻ tay lái của mình cơ chứ? Được đấy, con khốn nạn này, bướng vãi. Ôi kìa, nó bẻ tay lái. Mình đâu có muốn bắt cóc nó đâu nhở, hay là thả nó xuống nhở? Úi chết mẹ, bọn bảo vệ nó hút vào đít. Ấn L để thả. Shit. Ấn L để thả cái gai đây. Cứ đâm đi. Cứ đâm đi nếu mày có thể nào. Xuống đi. Giải ra rồi. Đấy, xịt lốp đi con ơi. Ok. Oh my god.
Thả đã. Xịt lốp này con ơi. Ui. Cái con điếm thúi này. Ui. Hay vậy. Hất mẹ con này ra. Cho bay lên trời. Đúng là kiểu cơ bắp kiểu Mỹ đúng không? Ui, xe này đồ Jeep thích vãi. À, hình như đợt lâu mình có bắt được một trộm được cái xe giá như thế này này. Mình bảo là đây là cái dạng xe mà mình rất là thích. Tiếc là cái đợt đấy xe không phải là xe đóng phim này thôi. Nhưng mà nó cũng là dáng này luôn. Cùng một kiểu đấy cho hay sao ấy. Cũng đúng giống. Thôi đem xe đi cất đã. Có đoạn bắn súng bằng cái xe này mà nhỉ. Không biết bắn bằng cái nút nào đây. Ấn gì để bắn nhỉ? Chỉ có thả đinh thôi. Oh shit. Sắp về đến nơi rồi. O. Mở cửa. Lại chúng mày nhanh lên. Đưa vào đâu đây? À giời ơi, sao mở ngay từ đầu đi để tao còn biết. Để xuống này biểu diễn võ thuật. Biết cái đếch gì về võ mà biểu diễn. Bắn chết to đầu bây giờ. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so we just did is practically legal. Ha! Practically. Ờ, được chứ, biết đá chứ. Ô mẹ có cả Lama ở đây này. You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Cái ông Devin này có vẻ trộn thằng Lama vì cái thằng này khá là bỡ đít. Vừa điên vừa ngu nữa. Thích lao đầu vào tiền. Lamar Davis. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking pay. Định đuổi Lama đi mà không được vì đây là nhà của ông ấy. Ông ấy có quyền. Ông ấy đề nghị là cho thằng Lama tham gia. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Give me my money and I can go with my money. Đưa tôi tiền này để tôi đi. Tôi đâu quan tâm nữa. Nó không cho. Hắn chính là tinh thần, còn cậu chính là bộ não. Nó cứ gọi tôi khi nào mọi chuyện xong nhá. Xin chào nhá baby. Nào, đến đây nào. Bây giờ bọn nó đang bàn luận chuyện riêng với nhau. Khốn nạn thật. Mình không phải ghen tức gì đâu, nhưng mà mình không thích thằng Lama tham gia vào mấy cái công việc này. Cái thằng kia nó ngu lắm mà. Như kiểu nó là bạn xấu ấy. Gì mình không thích thằng Lama cũng đúng thôi. À đâu, lẽ ra gì mình không thích Lama chứ. Hình như là bà gì bà thích thằng Lama sao mình chả biết nữa. Câu chuyện hơi lằng nhằng.